Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoi Family Cuộc Sống Mỹ. Đây là một buổi sáng của gia đình. Hiện tại bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa. Cô Chay là còn đang ngủ nè cô chú nè. Ông ngoại là tự động lên ghế mạch xa mở. Bây giờ bà muốn cho cái cổ nhiều hay là cho cái lưng nhiều? Đây nè, đây nhiều rồi nè, bà mở rồi nè. Vậy được rồi hả? Được rồi. Không, nhưng mà tại vì nó có những cái chức năng cho cổ, cho vai hoặc là cho cái lưng. Cái vai được rồi. Ok. Xa nay tự động nhảy lên ha. Cô chú thấy ông ngoại thì lát kia chứ. Ủa sao ba không đút cái chân này vô cho nó sâu sâu một chút? Nào? Để cái này nhột nè. Dữ lắm. Nhột quá mà. Nhột dữ lắm. Bởi vì con làm cái chế độ mà hiện tại ba đang làm mà con không thích, tại vì nó làm cái chân đau dữ lắm. Đau. Nên là con muốn qua đổi qua cái chế độ khác để con đổi qua chế độ cho các ba. Nhẹ thôi. Chứ còn mà cái chế độ kia nó đau lắm. Mạnh ghê, mạnh luôn. Rồi. Ok, bây giờ là cái chân của ba nó sẽ đỡ đó. Đúng rồi. Thấy chưa, con đúng nói rồi. Mà mốt để con chỉ cho ba tự bấm cái chế độ đó. Đó, nhẹ nhẹ vậy được á. Nãy gì đâu mà nó làm quá trời luôn cả. Còn cô chú biết cái này là gì không? Đây là món quà Noel mà ba Chay dành tặng cho Chay. Nhưng mà hồi bữa lúc mà đi chụp hình ông già Noel á, thì nó có nói chuyện với ông già Noel. Xong mà nó nói á, ba nó hỏi con nói gì với ông già Noel vậy. Cái Chay nói là con nói ông già Noel là con muốn một cái hộp đồ chơi mà trong đây có dinosaur, là có những con khủng long. Đó, nên là ba Chay thầm lặng đi mua cái món quà này. Và Chay không hề biết, để ngày hôm nay khi mà Chay mở mắt ra thì ba Chay sẽ nói là: Chay ơi, có người vào nhà mình, có ông già Noel để cái hộp quà này cho con này, để nó có thể tin là ông già Noel là có thật đó các bạn. Với lại nó muốn một cái hộp đồ để vẽ nè. Đó, ông già Noel tặng Chay đó nha cô chú nha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. JD, you know what happened? Oh my goodness. Con biết chuyện gì xảy ra không Chay? Chay. Trời ơi, giờ này mà con ngủ. Hồi nãy mẹ vừa đi ra, mẹ thấy có một cái túi quà. Cái túi quà giống y chang như là ông già Noel, hình như ông đem quà tới hay sao đó. Đi ra đây coi, lẹ lên. Trời đất ơi, hồi bữa xin ổng cái gì mà tới bây giờ hả? Ông mở cửa ra, ông để cái túi quà ngoài đó. Để ra đi, thử có phải không? Bò xuống, lết xuống. Gãy, gãy ra. Trời đất, đi không nổi. Trời ơi, con đi, con đi. Good morning. Ok. Có cái gì nè? Ở ngoài đây vòng ngoài hồ có quà của ông già Noel gửi. Gửi tới để tặng con kìa. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Hồi ông già Noel ông hồi bữa vậy là con Chay nó ngoan. Ngoan á. Vậy là nó ngoan, bây giờ ông đem quà tới ông để đây rồi. Ngủ vậy cái đâu. Ông còn ghi nè. Ông còn ghi nè. Hô hô hô. From Santa. Ôi ôi, đã ta. Chưa có tỉnh luôn. Where did Santa get you? Để coi ông Santa ông cho gì vậy? Mở đây, mở xuống, mở xuống. Mở ra, ông cho gì, ông cho gì? Ôi chào ơi, ông cho gì? Thôi phụ. Cái này cái gì đây? Trong đó gì đây? Oh, a dinosaur. Hồi bữa con xin ổng đúng không? Có không? You ask him for dinosaurs? Không có, con có xin hả? No. Thế hồi bữa con xin ổng gì? I said coloring on the dinosaur. Yeah, con xin dinosaur, giờ cho dinosaur nè. Just one, not just two. What, look inside the bag. Nhìn coi tiếp. Cho nó xin có một cái mà ông già Noel cho tới tận hai cái lận. Vậy là ông già Noel nó chen nó giỏi quá, ông mới cho. Cái đó cái gì á? It's a coloring book. And dinosaurs. Oh my gosh, you got you exactly what you wanted. Mommy, look, this is the dragon. Yeah, trời ơi, ông già Noel cho con chay đúng chính xác như cái gì nó xin ổng luôn ông bà ngoại ơi. Sticker. Ôi đất ơi, sao đã dữ vậy? Ta cho mẹ chơi với. I'm gonna stick it out. Rồi bây giờ nè, khoan, đây nè. Bây giờ mình phải nói là con cảm ơn ông già Noel. Come on, Santa Claus. Thôi rồi, đã đi rồi. Đã, con nói đi, con cảm ơn ông già Noel. Con cảm ơn ông già con En. Không phải con En, Noel. Noel. Con nói tiếng Anh đi, thank you Santa. Thank you Santa. Đúng rồi. I promise. I will be a good girl. A good girl.
to for deserve the, those gifts. To deserve those gifts. Rồi, ok. Ôi trời, lời ôm mẹ cái đi. Ôm mẹ cái đi, mày chúc mừng được quà ông già Noel. Ôm mình, trời ơi, nó đi cái trước nó cái sải từ ở trong phòng nó bước ra luôn. Quá trời đã luôn, được dinosaur đồ chơi nè. Rồi dinosaur đây nữa nè, quá trời nguyên một rừng luôn. Nó nói nó xin ổng có một cái một thôi mà ổng cho tới hai cái. Thương quá trời thương luôn. Thường ghê được rồi, coloring book nữa, nó còn xin ông già Noel cái cuốn tập để vẽ nó ông cho luôn. Sướng quá trời sướng, ông già Noel không cho mẹ bất cứ một cái gì hết. Cảm ơn cho con, cảm ơn ông già Noel chưa. Cảm ơn Santa. À tại vì bữa đúng rồi mẹ đâu có xin đâu mà cho. Đúng rồi. Mẹ phải kêu mẹ phải nói hồi bữa con được, bởi vì mốt mốt con nhớ đi chụp hình với ông già Noel con phải nói giùm cho mẹ. Nói là mẹ con muốn xin cái đồng hồ. Để coi ông già Noel cũng mua cho mẹ đồng hồ. Mẹ thích đồng hồ. Ừ, nói vậy đó, con nói ông già Noel nhớ nha. Từ giờ về sau là mỗi năm là xin cho mẹ ăn cái. Nghe không? Baby, I said that Santa didn't give me any gifts and because he said that you need to talk to him. I said so that's why next year when you take a picture with him, you tell him that Santa, my mom asked for a watch. That's a good one. Rồi hiện tại ngay chỗ này đó thì sáng hôm nay Ngọc với mẹ làm bột chiên để ăn bột chiên. Nước tương Ngọc làm nè, nước tương Ngọc làm là có nước tương nè, có một chút nước ấm nè, có đường và có chung trà. Đây là cái nước tương pha chế đơn giản mà cực kỳ ngon, rất là hợp khẩu vị của Ngọc để Ngọc ăn bột chiên. Rồi ở đây là có đu đủ nè, ở đây là có bốn cái trứng nè. Đây là cái hộp đây là hộp liver care mới đem ở ngoài tiệm về, bữa giờ quên đi rồi cái quên đem về nhà để cho ba uống. Cái này là thanh độc gan, giải độc gan nè, ai mà bị mụn nhiều gan đồ này kia, mình tiếp xúc với môi trường độc hại á, cái này là tốt cho bổ gan á ba, bổ gan, thanh độc gan, uống ngon vậy sao, ngon ha, cũng ngon nghe không, cũng như siro á nha, ngon thơm, ngon thơm, có chiết xuất của nghêu đen rồi kia, rất là dễ uống, này của Nhật á. Để chút nữa để cái này để ngoài bàn đi, rồi cái tại vì trong tủ của Ngọc nó cũng trong tủ nó quá đầy rồi, để ngoài bàn đi chung với mấy chai bia của ba, mỗi lần ba ra lấy chai bia cái ba hớp chai này vô. Để đây đi cho nó lạnh. Bây giờ bữa nay là ngoài đây là tuyết các bạn, tuyết tan hết rồi. Hình như đây là năm đầu tiên của Ngọc ở Mỹ. Năm đầu tiên luôn, 2021 là cái ngày Noel không có tuyết. Các bạn nhớ cái video clip hôm qua là chồng của anh quay tuyết không? Sau đó 2-3 tiếng đồng hồ tự động tuyết tan hết luôn các bạn. À, trời quang đãng trở lại ha. Ok, vô. À, ngoài giờ chuẩn bị dọn dẹp bàn để ăn bột chiên. Bà hôm qua đi xuống sư cô á, mua cái chai này là cái chai sữa bắp mà sư cô làm nè, mua 3 chai sữa bắp. À, mỗi người 2 cái trứng. À, đập trứng vô. Nó ngon ha. Ngon. Bột chiên. Ba nấu cơm cho ba nè. Ăn hai trứng đã mày ha. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ thêm đu đủ bào. Dạ không, cái ớt mà. Rồi bây giờ là chế nước tương vô. Ai ăn nhiều chế ăn nhiều. Dữ rồi cả nhà ơi. Năm nay có con gái người chiên bột chiên ăn được khỏe. Dễ dàng, mẹ ăn thử đây mẹ biết cái nước chủ yếu bột chiên này chủ yếu nước chấm mẹ ơi. Tương thôi. Đầy đủ, có trứng, có đu đủ. Rồi.
Sáng sớm mà có cái dĩa bột chiên thôi, nói gì nữa. Ba hồi nào giờ thích ăn bột chiên ha. Đúng rồi. Baby vui cười. Vui cười. Dạ. Yeah. Ăn hay được các con. Ngon quá rồi Quỳnh ơi, ăn miếng Quỳnh. Mời tất cả mọi người nha. Rồi, xin mời đại gia đình ăn bột chiên với hai mẹ con mình nha. Lần đầu tiên trong đời ăn bột chiên con đó. Bột chiên Ngọc làm nè. Ngon ngon hả? Ờ, cái chén con thấy tương ớt nó đậm đà, nhìn ngon không? Mẹ không có ăn tương ớt, ít ăn nha. Chấm như rung bấm, chấm mài. It looks so good. You want some? I after. Bột chiên giòn. Mẹ Ngọc cứ bỏ hắc xì dầu rồi vô cho đen đen đen. Nhưng mà nào giờ Ngọc làm cũng không có bỏ. Nên là cứ ăn vậy là được. Tao không biết đâu không? Hồi đó mày bán nước mía kế cái chú bán bột chiên á. Thấy chú làm vậy á. Ngon không? Giản vậy mày thấy nước chấm còn làm được rồi, dữ không? Cho thêm miếng nước chấm đi. Mày hơi ít nước đó. Này mày phải linh linh lái. Chụp cái tơ cái chén này con làm chắc mình làm ăn chắc cái chục tô qua chục dĩa bao làm hơi nhiều bột chiên luôn á, biết làm sao không? Còn con không có vỏ tương đen hắt thì dầu vô á, cho nên con chiên cái này nó vàng nó giòn mà. Còn bột chiên người ta bán người ta bỏ cái màu tương đó vô á để người ta chiên nó nhanh, cho nên nó mềm, nó không có được giòn giống con. Hôm nay là 25 mà đúng Noel luôn ha. Đúng Noel mỗi năm. Mỗi năm đúng Noel là mẹ nhớ anh Bảo là thương à. Do hồi xưa mẹ nói 24 là ở dưới quê mà người ta chỉ tổ chức đêm 24 cha nhà thờ làm lễ, thì người đạo thì đi lễ, còn người không có đạo thì đi vô xem lễ rồi coi hang đá rồi chơi á. 24 cho anh đi rồi 25 đợi đi nữa. Đợi đi nữa mẹ không cho đi. Mà năm nào ảnh cũng nhắc nha. Tới mấy năm sau này có bà Ly bên sình rồi cái ảnh. Nhớ không? Con không có biết đâu. Ngày nay á, là của ông ba hai mươi mấy năm về trước á, là ba bị bà nội quýnh 20 cây. Không cái ngày này 24 á, thì xin đi. Mẹ cho đi rồi. Bận đồ đẹp đồ ra coi vui quá. 25 nó chiều thấy mấy cô chú đi lễ rồi xin đi nữa, mẹ nó không có nữa, đêm nay không có, bữa nay là chỉ nhà thờ cha giảng làm lễ thôi, không chịu. Một hai đòi xin đi, cái mẹ nói đi nếu mà không có về mẹ quýnh 20 cây được không? Chịu luôn à. Chịu luôn, cái đi ra ngoài về không có là đất leo lên cuối. Tại vì phải giờ năm nào tự ảnh cũng mày quýnh luôn hả? Mày quýnh thiệt luôn hả? Quýnh 20 cây luôn nhưng mà quýnh nhẹ. Quýnh nhẹ nhẹ cho nó sợ thôi. Chứ còn mẹ Ngọc quá các bạn coi vậy chứ nha. Rất là nghiêm khắc. Hồi xưa ông xã mình đi buôn bán cả nhà. Mình ở nhà với hai đứa con, mình cũng nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ lắm á. Nhưng mà hai đứa này rất còn ngoan. Con nhớ hồi xưa mà chỗ nhà dì Sáu Sáng có nhạc sống Ngọc. Có. Thứ bảy là có nhạc sống, nhưng mà thằng Bảo ở gần chứ không bao giờ dám trốn mẹ đi. Mẹ cho không đi, không cho, không bao giờ dám trốn mẹ đi. Gần nhạc sống với ba Tiên. Ừ. Mẹ Ngọc coi vậy đâu chứ này hồi đó, bây giờ là mình lớn rồi, các bạn có thấy là bình thường chứ ngày xưa mà lúc mà còn mà 17, 18 tuổi là vẫn còn bị đánh như thường. Nghiêm dữ lắm á. Cả nhà biết không, do là bây giờ con mình nó lớn rồi, nó có cái suy nghĩ của tụi nó rồi, với lại nó sống theo cái thế hệ sau này, cho nên là mình cảm thấy con mình nó hiểu biết rồi, nên mình chỉ tư vấn với giải thích cho con hiểu thôi, chứ mình không có nghiêm khắc không gì hết. Chứ hồi xưa là không có đâu, xưa nghĩ con nhỏ ăn hiếp ta. Giống như đi lại mẹ Sáu chơi hả, đêm nào cũng lại mẹ Sáu chơi, cái con với anh Bảo vui quá, cái ngày đó mưa không đi, cái bắt đầu
Thôi ôi đêm nay hả, mưa buồn quá, không được đi lại mẹ Sáu chơi, buồn quá. Mẹ nghe câu đó là thôi nghỉ luôn, không cho đi nữa. Là biết là đi chơi là quen á, là mẹ không đi nữa rồi, ở nhà luôn. Ý là mẹ Sáu là chị em được đó nha. Ừ. Mà nhà mẹ Sáu cách nhà mình có nhiêu đâu, trồng thước, đi bộ tới chút xíu rồi tới. Mà tại mẹ tạo thói quen của tụi con, đi được cái đầu đi hoài, chứ không lại gì. Chứ đi đi tại mẹ Sáu chơi tốt thôi, đâu có gì đâu, tụi con vui thôi đâu có gì. Nhưng mà mẹ sợ thói quen, đi được cái đồ đi hoài là ở nhà cái buồn. Ừ. Sợ thói quen là không chịu ở nhà cái là buồn, không có gì, phải đi ra ngoài mới có được niềm vui đó. Mẹ sợ vậy đó. Nên mẹ sợ vậy nên mẹ ở nhà vài ngày nữa mẹ mới cho đi. Quá không, thì Quynh thấy mình đang, thì Quynh thèm. Yeah, but American style. How? Same way, but with bacon. With bacon? How yeah, the bacon? Egg and the bacon and a light green onion mix over... Papaya, no. No papaya. Thì Quynh nói là làm cái kiểu của Mỹ, làm bỏ trứng chung với lại cái thịt xông khói. But the fried tofu, yes. Is that fried tofu? No, this is not fried tofu. What is it, papaya? No, this is like a flour. Oh, yeah, like the flour mix, perfect. That reminds me of hash browns almost, you know, because they're fried. Một khi mà ăn chung với thịt xông khói, ăn kiểu Mỹ à. Vô đủ bỏ vô cái tương nó xìu xuống nó ngon ha. Cái còn lại ha, nay em ơi, gì chừng nào mình ăn cơm mày trộn vô ba khía, không có lý. Mẹ uống thử cái sữa bắp này nè. Nay là năm đầu tiên của ba mẹ hả? Ở đây. Giờ thì còn đếm năm đầu tiên chứ còn mấy năm sau nữa rồi thôi. Giá cho được nhiều cái năm Noel ở bên tụi con. Đó. Hả? Được quên dọn vậy thôi. Ừ. My mom said that she wished there for so many years of Christmas that she can celebrate with us. Yeah, isn't it amazing? Mm. I mean, it's not snowy. Whatever. It's a little bit sad. I'm a little bit sad that yeah, it's not just, snowing. It's 50 and raining. Hơi hơi buồn một chút xíu tại vì không có tuyết. Nó không có giống Noel một chút xíu nào hết. Hơi buồn một chút. Năm nay chưa tới giờ lạnh luôn, thường tới giờ này là tuyết dữ lắm. Tự rồi. Nhiên lắm. Tự nhiên có tuyết giờ tan hết trơn. Ừ. Tới nay em tan hết. Mẹ hết đó. Hả? Nhưng giờ cũng giống như mẹ ăn trưa luôn rồi mà. Hồi đó mẹ ăn sáng với ăn trưa là một luôn rồi. Quá ngon. Và cái nước học, cái nước mẹ phải công nhận cái nước chấm con làm chuẩn mẹ. Chuẩn. Vừa ăn ngon rồi. Nó không có ăn cái này là phải ăn cái nước tươi ngọt ngọt. Đúng rồi. The last chứ còn mà mặn là sai rồi. Muốn lấy cái muỗng hút cái nước tươi rồi luôn á. Ngon vậy á. Quá hả? Nào. Uống cái này có còn nhớ sự đầu nành. Ừ. Ngày xưa lúc mà mẹ với ba đi lên Sài Gòn làm á. Ừ. Thế còn ở dưới ngoại rồi có cậu Tám mở tám rồi đó. Con nhắc lại cái này, nếu mà mở tám ngồi coi chắc mở tám cười. Mở tám là dâu là cậu tám là em trai của mẹ thứ bảy, cậu tám thứ tám người mở tám. Mở tám ngày nào coi clip á. Giờ nhắc lại mở tám nghe nè. Ngày xưa lúc đó cũng khổ lắm, nghèo khổ. Thì ở với ông ngoại thì lâu lâu cái thèm sữa đậu nành. Thế là bắt đầu là cái sữa đậu nành đó, thì hình như là 3.000 mua 3.000 sữa đậu nành làm sao á, vừa về cái mở tám cái công mở tám xây. Thì 3.000 hộp đậu nành ha. 3.000 làm tiền hộp đậu nành á. Rồi xong rồi các con với anh Bảo thường thường một ngày á là mẹ cho để nhà lại hình như là được 3.000 hay nhiêu á.
cái ngày nào mà lúc nào muốn uống sữa đậu nành á là hùng vô. Hùng vô cho mở tám, hùng vô 1.500, mở 8.500 với lại cái công mở 8 xay là bắt đầu rồi. Mua về cái mở 8 ngồi có cái cối vậy nè các bạn nè, bỏ sữa đậu nành ấy nước vô cái là mở 8 xay đá cối xay vậy nè. Đó cái xay xay sữa đậu nành vậy nè. Mà cách đây đó không lâu rồi, lúc đó Ngọc 8, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó, lúc con học lớp 2 hai mới có 7 tuổi rồi con. Phải không? Ừ, đúng rồi, con hồi 10 tuổi lên Sài Gòn rồi. 10 tuổi lên Sài Gòn rồi, vậy mà con còn nhớ nha. Bởi vì là lúc đó là cách đây là 20 năm hả mẹ? 20 năm. Lẹ 20 mấy năm rồi. Cách đây 20 mấy năm rồi. Lúc đó 1.500 mồm vô, lúc đó ai cũng khổ quá đó. Dạ, em cũng còn nhớ. Nhớ mà con bà Tám nó gặp ba ba uống rồi được em lành không? Mình nói dạ muốn bà Tám là cái hùng vô 1.500 thôi, bà Tám lấy 3.000. Cách đây 21 năm, cách bao đi ra chợ Thành Triệu mua hộp đậu nành về mà Tám xay. Rồi cái mà Tám nấu lên bắt đầu uống sữa đậu nành. Hồi xưa còn khổ là cái có sinh tố mà chưa có, mà thì phải xay bằng cối đá. Thì đó, cách đây hai mấy năm trời, mới đây tự nhiên giờ nghĩ rồi cái đây hai mấy năm có thấy nó rùng rùng mình á. Mới đây thôi, là dễ sợ luôn. Mà Tám nghe nó ngồi kể câu chuyện đó cho mà Tám cười, mà Tám còn nhớ cái đó. Hồi đó, mà con bây giờ tôi ước gì không biết cái nhà mà Tám còn giữ cái gạch, gạch băng rê cũ cái nhà đó không? Gạch băng rê hình như cho với con hai rồi. Đem về còn tại vì giờ nó còn hai nhớ giữ cái gạch băng rê đó nha. Băng rê nó cổ lắm á. Tại vì giờ á cậu Tám đi về Đồng Nai ở nên những cái đồ đó là không có đem về để với cho con hai xài. Con hai có coi video clip này, con hai nhớ giữ cái gạch băng rê cho con nha. Nếu mà có cơ hội là con nhập qua đây đó. Con nhập cái đặt băng rê qua đây là không ai có đặt băng rê như con luôn á. Nó hổng nó nhập cái bóp của ngoại rồi. Hồi đó có mẹ có nói nhờ mẹ đem cái bóp của ngoại qua đây cho Ngọc để giữ cái bóp của ngoại làm kỷ niệm. Mỗi đứa cháu giữ món quà cậu Tám cũng tội nghiệp. Cậu Tám hồi đó lúc mà ông ngoại gần mất là ông ngoại ở với tại cậu Tám nhiều, nên là nguyên cái căn phòng mà ông ngoại ở bây giờ mở ra toàn cái mùi của ông ngoại không. Với lại những cái đồ đạc của ông ngoại xài trong phòng á, vẫn để đi. Bởi vì hôm chị ngăn chị kể mẹ mình chị khóc, chị nói con lên cậu Tám, cậu Tám vừa mở cái căn phòng của ông ngoại cho con coi cái tự nhiên nước mắt con nó chảy rồi. Tại vì nhớ giống như ông ngoại hồi sống thì những cái tủ, những cái giỏng, những cái đồ gì của ông ngoại xài á ập vô con mắt con tự nhiên nhớ vậy. Chị Ngân thấy chị thương ngoại lắm. Đúng rồi, chị Ngân á, chị là cháu dâu mà chị thương ngoại dữ lắm. Ông ngoại là ông nói hả, mai mốt mà ba mẹ mà cô ba mẹ con mà đi Mỹ là ông ngoại lên ở với hai vợ chồng con. Biết ý ông ngoại từ ly xí à. Ví dụ biết ông ngoại thích ăn ếch kho với nước cốt dừa xả là mỗi lần ông ngoại lên là mua. Rồi biết ý ông ngoại thích ăn lương là mua. Rồi mỗi lần mà mẹ hoặc bảo đi lên thăm ông ngoại là mua lương, mua ếch, rồi mua bánh bía, rồi mua đủ thứ là để cho mẹ xách lên cho ông ngoại. Rồi ông ngoại cũng biết, ông ngoại cũng thương chỉ là biết ý nữa. Mỗi lần đi về Bến Tre lên là biết thích, biết chỉ thích ăn bánh tét chuối á. Nào là mua bánh tét chuối, nào là mua con, bánh da lợn. Mẹ xác bà đồn bánh tét ăn nữa mẹ. Xác đồn bánh tét ăn nữa không? Mua đủ thứ lên cho chỉ à. Nên là hai ông cháu cũng thương nhau. Chuối mà thật sự mà nó ngon hay không là tùy thuộc vào cái loại chuối. Chuối nó có ngọt, thiệt là ngọt á, thì cái Ngọc thấy cái đòn bánh tét chuối nó mới ngon. Cái đó là cái ý kiến của Ngọc nha. Rồi đó, cái này mà ở dưới Bến Tre thì ăn bánh tét chuối thật khổ nói tới à. Ngon lắm. Tét như quyền nào có một cái đi sao chuối ở Mỹ á. Hên xui. Hên xui là chuối ở Mỹ nó không ngọt giống như chuối ở Việt Nam không mình. Không có ngọt các bạn ơi. Việt Nam mình á là chuối ở miền Đông cũng không ngọt bằng Tiền Giang, Bến Tre được. Chuối ngọt hơn. Mỗi cái vùng nó có cái khác. Ồ, ở trong đây là bánh tét này là làm bằng cái nhân màu xanh. Lá cẩm hay chắc đó, lá cẩm hay sao trong này. Mày chết đi, đừng mày cắt ra. Không biết cắt qua đòn bánh tét chuối, không biết làm ăn gì được, không biết. Mẹ lấy dao nhỏ quá. Không phải. Cắt bánh tét, còn dao không lục nữa. Sao bởi vậy? Bánh tét không có cần dao lớn. Mà là này. Có người lấy cái dây này nè con. Mở hết lá ra, cái lấy cái dây, cái xiết xiết là nó ấy thôi. Rồi bây giờ thôi mời mọi người miếng bánh tét nha. Ngọc thích ăn bánh tét chuối hơn bánh tét đậu hay là nhưng mỡ nhưng ấy nhưng kia không. Ngọc ăn bánh tét chuối thôi. Nó lột hết dây ra vậy nè. Dưới quê mình, trời ơi dưới quê mình bánh tét gói ngon dữ lắm. Không?
dao này cũng hơi lục. Nó chuối đây không ngon. Chuối đây nó bị cứng nhắc à. Bởi kỳ mẹ qua mẹ chiên chuối chiên cho đi Quynh, ăn chuối chiên cũng khó nè. Ờ, đi Quynh nó nói về Việt Nam ăn chuối chiên gì Sáu chiên ngon quá. Mà qua đây mua chiên thấy chuối nó hơi lạ. Mấy chuối này nhập khẩu từ bên Ủa không ăn chuối Mexico quá, nó cứng cứng nhắc à nè. Đúng không? Cứng nhắc à. Nhập khẩu ở bên Mexico qua chứ không biết sao mẹ nhìn trái chuối mẹ thấy giống như là cái trái chuối nó chưa có được già, chưa già luôn, nó chưa có thẳng cái trái chuối bên Việt Nam mình á, nếu mà nó già là nó thẳng cái đường gân hết là nó phì ra là nó ngon ha cả nhà ha, chưa già mà nó đã bên đây gân không à, nó không, chuối đây nó không chín nó sống xong rồi cái nó ngã màu là bắt đầu hư luôn. Chuối đây là không có chín luôn á. Bởi vì chú sim chú đồ này kia đây là thôi chịu thua. Mà nhưng mà cái này ngoài này là ngon nè. Cái bột ngon hả? Bột ngon. Để mẹ ăn thử. Nếp chứ đậu. Nếp ngon. Ngọc là cái đậu này Ngọc cũng ăn nữa nè. Không, mẹ thích bánh đậu nha. Cái đậu này ở bên mình á, mẹ thích đậu á là gói dừa đậu cho mềm. Rồi dừa bào nhuyễn á. Trộn vô với nếp gói bánh dừa ngon lắm. Xin mời đại gia đình nha, ăn thử mấy bánh tét. Nhà ăn cái bánh tét này cái Ngọc nhớ cái chú kia bữa chú có gọi cho Ngọc. Chú nói không, chú rất là thích Ngọc và gia đình. Xong rồi chú nói là chú đang ở nhà có ông Bình nè, không mới đi làm. Vợ chú thì đi qua cái tiểu bang khác đi làm nhưng mà sắp bả sắp về rồi. Tại vì sắp Tết đó là bả về bả phụ chú gói bánh tét cũng đem bán cho người ta. Chú ở Cali ha. Ở đâu con cũng quên. Bữa hình như chú nói chú ở Cali gói bánh tét bánh tết bánh tét bánh tết á. Ngon ngon cái nếp ngon. Làm cái nhân chuối cũng đỏ tươi. Nhân chuối mà sao nó cũng đỏ tươi hay chứ. Có một cái nó hơi bị cứng thôi, nó cứng cái ở trong đó Ngọc, nó trong cái ruột trái chuối á nó cứng. Cái này mà chấm thêm miếng đường nữa, ai mà ăn á mà chấm thêm miếng đường nữa ngon lắm. Ông ngoại ăn bánh tét mỡ thì phải chấm đường. Phải ăn bánh tét mỡ nè. Ông ăn cục mỡ nào cục mỡ đấy lớn lớn vậy nè. Vậy mà ông ngon quá, ông lấy muỗng tét mỡ chấm sắn ông ăn chấm đường đúng rồi. Mẹ giờ mẹ nhớ là con còn nhớ cái cách mà ông cầm cái ấy ông bút xuống ấy mấy sao ông chấm sao con nhớ luôn. Rồi bỏ vô miệng ăn rồi ngồi nhai sao cái kiểu ấy sao nhớ luôn, nhớ y chang nữa nè. Thôi trong gì nội á. Bánh tét không có ăn giống như mình. Chiên lên mới ăn. Bên nội là bánh tét mỡ. Mà chiên lên mới ăn chứ không có ăn tươi như mình giống vậy. Chiên lên xong rồi ăn chung với lại dưa món. Bà nội chiên xong rồi bà nội ăn chung với dưa món. Thì thôi mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Tối hôm nay mọi người đón xem cái video clip gia đình đi ăn để đón mừng cái ngày lễ Noel ở bên Mỹ nha. Ngày 25 tháng 12. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.